trong hàng loạt video mà tôi đã chia sẻ, thì giờ đây bạn đã hiểu được sức mạnh của tiềm thức bên trong bạn. Nhưng tôi cần lưu ý bạn hãy nhớ kỹ điều này: ý thức và tiềm thức của bạn phải nhất quán cùng nhau, vì tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận những gì bạn cảm nhận là thật. Vì vậy, nếu bạn muốn thành đạt và sự giàu có đến với bạn, thì hãy luôn luôn nghĩ đến và quyết định trở nên giàu có một cách dễ dàng với sự trợ giúp của tiềm thức. Mỗi đêm hãy thực hành phương pháp, hãy lặp đi lặp lại từ giàu có một cách nhẹ nhàng và đầy cảm xúc như một câu hát ru. Hãy ru ngủ bạn bằng một từ duy nhất: giàu có. Và mỗi ngày hãy đọc 20 câu nói khẳng định sau đây để giúp bạn nhanh chóng gia tăng được tiền bạc. Tiền bạc luôn chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự do và dễ dàng. Tôi là một thỏi nam châm thu hút tiền bạc và sự thịnh vượng. Tôi biết ơn vì những cơ hội tài chính liên tục đến với tôi. Mỗi ngày, tôi tạo ra nhiều giá trị và tiền bạc đến với tôi như một phần thưởng xứng đáng. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều tôi muốn và sống cuộc sống tôi mơ ước. Tôi tận hưởng việc kiếm tiền và quá trình làm giàu. Tôi không ngừng gia tăng dòng tiền của mình từ nhiều nguồn khác nhau. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình để kiếm nhiều tiền hơn bao giờ hết. Tôi kiểm soát tài chính của mình và luôn làm chủ mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Tôi thu hút sự giàu có bằng cách làm việc thông minh và tạo ra giá trị cho người khác. Tôi có tư duy giàu có và luôn biết cách biến mọi khó khăn thành cơ hội. Tôi biết cách đầu tư tiền bạc một cách thông minh và hiệu quả. Tôi xứng đáng với tất cả sự giàu có mà tôi đang tạo ra và nhận được. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển trở nên giàu có hơn mỗi ngày. Tiền bạc luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi và tôi sẵn sàng đón nhận nó. Tôi sử dụng tiền của mình để mang lại sự sung túc và hạnh phúc cho bản thân và người khác. Tôi sống trong sự thịnh vượng và giàu có vượt qua mong đợi của mình. Tôi là người có tư duy thịnh vượng và luôn sẵn sàng cho mọi cơ hội tài chính. Tôi không chỉ kiếm tiền mà còn làm cho tiền bạc của tôi phát triển không ngừng. Hãy lặp lại những câu khẳng định này hàng ngày, thì nó sẽ giúp bạn hình thành nên tư duy giàu có, thu hút sự thịnh vượng và gia tăng tiền bạc trong cuộc sống bạn nhé. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng tôi. Hãy follow mỗi ngày để nhận được những kiến thức bổ ích bạn nhé.
Nếu bạn là người muốn thành công thì hãy thiết kế một cánh buồm cho con thuyền của bạn. Chúng ta có nên ngồi chờ một làn gió tuyệt vời thổi đến thì chúng ta mới có thể thành công? Không nên là như vậy. Bởi vì thị trường bên ngoài thì luôn luôn thay đổi và luôn luôn biến động. Cái thứ mà chúng ta không thể thay đổi được chính là làn gió. Đó là vấn đề ở bên ngoài, chúng ta không thể nào thay đổi được. Nhưng có một thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi được, đó chính là bản thân mình. Để chúng ta có thể đi thật xa và có thể kiếm được nhiều tiền và có thể hút được nhiều tiền bạc, thì việc mà chúng ta cần làm ngay đó là chúng ta phải xây dựng nên một cột buồm cho mỗi con thuyền của chúng ta. Cánh buồm này chính là trí tuệ, chính là tri thức, chính là kỹ năng của bạn. Cánh buồm này sẽ quyết định chúng ta sẽ đi được đến đâu. Bởi vì tùy theo cơn gió, nếu chúng ta gặp phải một cơn gió ngược chiều thì chúng ta có thể gặp buồm xuống. Và nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ giăng buồm đi xa hơn những người khác. Các bạn nhé.